Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Ôi trời, chị Đồng Nát trúng độc đắc 210.000 tỷ tiền sách giáo khoa thải đi hàng năm, 4 quyết định ngoạn mục cứu vớt giáo dục Việt Nam, vì sao chính phủ vẫn ngồi im? Hơn 210.000 tỷ đồng đổi mới chương trình sách giáo khoa, chắc có nhiều người sẽ giật mình, thậm chí còn xót xa giận dữ. Như quan, 8 năm 210.000 tỷ đồng, tức mỗi năm hơn 26.000 tỷ đồng, nó lớn đến mức nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, thì bây giờ hãy trở lại với chuyện học thêm trong nhà trường và học thêm với giáo viên của nhà trường. Tiền học thêm hiện nay của mỗi em trong một nền giáo dục 22 triệu học sinh, thành phố có thể vài triệu đồng trên em trên tháng, nông thôn vài trăm nghìn đồng một em một tháng, ước tính với mức có thể là ở mức thấp so với thực tế. Trung bình, cả nước 300.000 một em một tháng nhân với 22 triệu học sinh nhân 12 tháng bằng hơn 79.000 tỷ đồng trên năm. 79.000 tỷ đồng học thêm một năm nghĩa là hơn gấp 3 lần tiền đổi mới giáo dục, có nghĩa là trong 8 năm đổi mới giáo dục thì đồng thời học sinh đã phải bỏ ra 632.000 tỷ đồng, đấy là chưa tính tiền lạm thu mỗi năm. Riêng tiền học thêm, nếu trung bình cả nước là 300.000 đồng một em một tháng thì chỉ cần 3 năm, học sinh đã phải bỏ ra số tiền vượt qua con số 210.000 tỷ đồng. Tiền ngân sách 210.000 tỷ đồng hay tiền phụ huynh bỏ ra hàng tháng cho con học thêm thì cũng đều là tiền dân cả. Nói cách khác, nếu người dân bỏ ra 1 đồng cho đổi mới giáo dục thì đồng thời họ phải bỏ ra 3 đồng cho học thêm. Nhiều người đặt một câu hỏi rằng tại sao đã bỏ ra 26.000 tỷ đồng mỗi năm để đổi mới giáo dục mà học sinh lại phải chi một khoản gấp hơn 3 lần như thế nữa để đi học thêm. Lưu ý, đây là học thêm để phục vụ hay ít nhất cũng là dính liền với chính cái chương trình đổi mới kia và do chính các nhà trường cùng giáo viên trong hệ thống đang thực hiện chương trình đổi mới tiến hành. Bộ Giáo dục và các bên liên quan có thấy sự vô lý này không? Đổi mới là để khi học cái chương trình đổi mới ấy, học sinh được phát triển toàn diện như đúng mục tiêu mà nó đã đề ra. Nhưng hỡi ôi, chưa đủ, chưa đạt, chưa được, các em phải bỏ ra 3 lần tiền như thế nữa để đi học thêm mới mong phát triển toàn diện được. Có thể nói rằng, chương trình giáo dục đã rẽ nhầm lối hay đổi mới đã thất bại không? Chưa thể nói chắc điều gì, hay ít nhất là chưa nghĩ thế. Vậy vấn đề ở đâu? Ở quản lý nhà nước về giáo dục đang rất có vấn đề. Vì thế mà chương trình đang có nhiều sạn và thậm chí bị bóp méo nghiêm trọng. Nhà nước và Bộ Giáo dục nói riêng, xây dựng một chương trình mới gọi là đề án đổi mới căn bản toàn diện, với một mục tiêu lớn lao tương ứng với số tiền phải chi ra. Nhưng như tình hình hiện tại, dù chương trình đã có nhiều điểm tiến bộ, nhưng khâu quản lý giáo dục lại dường như bị thả nổi. Chúng ta không thể cấy một hạt giống mới vào mảnh đất cũ đang đầy cỏ dại, gai góc và sâu trùng mà chưa dọn dẹp và làm đất cho đến đời đến chốn. Đơn cử, cái mảnh đất cũ ấy đang hùng hục dạy thêm và biến tướng dạy thêm bằng trăm phương nghìn kế với đủ thứ tên gọi như phụ đạo, bồi dưỡng, tăng cường, kỹ năng sống, trải nghiệm, STEM, STEAM. Giờ mang một chương trình mới cấy vào, thế là liền xé lẻ ra luôn, chen ca tiết dạy thêm vào giữa buổi học để cốt sao đủ 100% học sinh được học thêm. Thêm đó, cách để ca tiết chính khóa lên buổi học thêm chiều, xếp lẫn vào những giờ dạy thêm, để nếu em nào không đi học thêm thì hoặc phải buộc đến trường học một tiết rồi về, hoặc phải học nguyên buổi. Tất nhiên, rất hiếm học sinh chọn cách thứ nhất vì rất mất công, đi về cũng hết một buổi mà không học thêm thì phiền toái đủ đường, thế là ý trường chẳng phải lọc dân nhưng vẫn phải đi học. Còn nhiều phương án kỳ lạ lắm, kể ra thì dài, nhưng tóm lại, chương trình đổi mới căn bản toàn diện 210.000 tỷ đồng kia đang có nguy cơ bị phá nát vì có nguy cơ bị lợi dụng để dần biến thành một vế phụ cho dạy thêm đang lên, xoán ngôi để trở thành dạy chính. Dưới áp lực của phụ huynh và dư luận, lác đác đã có một số địa phương ra văn bản chấn chỉnh, nhưng có vẻ cũng chỉ đủ gãi ngứa và kết quả thì không có gì đảm bảo cả. Lấy làm ngạc nhiên, vì mãi không thể hiểu được tại sao một tình trạng bê bết đang có nguy cơ làm phá sản đề án đổi mới một cách nghiêm trọng đến thế mà lại chưa có một hành động nào rõ ràng mạnh mẽ quyết liệt để dẹp nó đi. Chẳng thà cứ thẳng thắn minh bạch mà thu tiền người học trong ít năm và có sự quản lý, đầu tư hiệu quả, còn hơn là để tiền dân thất thoát một cách ghê gớm như hiện nay vào những chuyện lạm thu và học thêm có tính phá hoại như đang diễn ra. Mỗi ngày trôi qua, tiền của học sinh cứ chảy vào tay những cá nhân, những công ty và trung tâm liên kết bên ngoài một cách oan uổng, mà trường nghèo vẫn cứ nghèo, học sinh lại vẫn e cổ ra đi học thêm vô ích để cống nạp. Tất nhiên, cái ý nghĩ trên kia chỉ là một cách dằn dỗi vì quá thất vọng và cả kỳ vọng. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng với số tiền 210.000 tỷ đồng kia, nhưng phải so sánh với học thêm để thấy nó là nhỏ. Nhưng vấn đề không chỉ là tiền, mà nghiêm trọng hơn, từ tiền dạy thêm, nó có thể làm chệch đường chương trình giáo dục quốc dân, tức cũng là phá luôn 210.000 tỷ kia. Cho nên, cái cần quan tâm không phải chỉ là tiền, cũng không phải chỉ là tiền ngân sách 210.000 tỷ, vấn đề hệ trọng hơn gấp ngàn lần và không thể thở ở được nữa.
Đại đa số ý kiến bày tỏ bỏ ra 210.000 tỷ trong 8 năm để đổi mới giáo dục mà học sinh không phải đi học thêm, tức học lại chính cái chương trình ấy và các em được hạnh phúc, phụ huynh an tâm và đủ yên tâm để giao con cho nhà trường thì con số ấy quá xứng đáng. Nhưng bởi khâu quản lý quá tệ để cho một bộ phận nhà trường và giáo viên không thanh liêm ăn bớt thời gian, cắt xén chương trình, bóp méo nội dung, từ đó mà dẫn đến chương trình mới không những đã chưa thực hiện được nhiệm vụ phải có của nó mà còn có nguy cơ bị đánh bại. Chốt lại, điều quan trọng ở đây là chương trình mới không tệ nếu triển khai tốt, song song với việc dẹp loạn nạn dạy thêm tràn lan bát nháo hiện nay thì cái giá 210.000 tỷ đồng là không hề đắt đỏ. Khó xử, Trung Quốc tuyên bố bản đồ mới, cụ tổng có dám ăn miếng bánh của Biden, bàn cờ chính trị bất ngờ tách làm ba, ngoại giao cây tre ứng biến thế nào? Thưa quý vị, từ xưa đến nay, người Việt Nam luôn hiểu rõ câu nói, đâu ai cho không ai thứ gì. Có nghĩa trong thương trường cạnh tranh khốc liệt thì ắt hẳn bên nào cũng phải có lợi, và nước ta chọn cái lợi trước mắt hay cái lợi lâu dài, đó mới chính là điều quan trọng. Không khó để nhận ra động thái của Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm hỏi Việt Nam trong bối cảnh chính trị khu vực Đông Nam Á đang bắt đầu có những biến động căng thẳng. Chắc chắn không phải là điều bình thường như nhiều người vẫn nghĩ. Có lẽ đây là bàn cờ chính trị cân não giữa vị thế của Việt Nam và các anh lớn trong khu vực. Từ lâu, Trung Quốc đã được truyền thông tung hô cho biệt danh là cường quốc khu vực. Vị thế của quốc gia này tại châu Á thực là không thể bàn cãi. Cùng với Trung Quốc, thì Ấn Độ gần đây cũng nổi lên như một thế lực mới đủ sức chia đôi sự thống trị của quốc gia này. Đáng chú ý, đúng lúc truyền thông Mỹ phát thông báo ông Biden sẽ đến Việt Nam, thì phía Trung Quốc cũng tung ngay bản đồ tiêu chuẩn 2023. Động thái bất ngờ này như là lời nhắc nhở đanh thép với các quốc gia trong khu vực. Việt Nam đủ tỉnh táo để hiểu được câu nói, nước xa không cứu được lửa gần. Một sức ép vô hình bắt đầu hiện rõ. Liệu ngoại giao cây tre có phát huy hiệu quả một lần nữa? Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có xuống tay đặt bút ký vào các miếng bánh tỷ đô? Bàn cờ chính trị sẽ có những thay đổi gì? Cùng phân tích ngay sau đây. Thưa quý vị, dạo gần đây, Việt Nam đã liên tiếp khẳng định vị thế của mình trên chính trường quốc tế. Bởi không một quốc gia nào có thể khiến Mỹ từ chối nhiều cuộc họp thượng đỉnh, nhiều thương vụ quan trọng để hối hả sang thăm hỏi và mong muốn nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược với Việt Nam. Nhưng nước ta đã 5 lần 7 lượt từ chối và luôn luôn thận trọng trong mối quan hệ này. Nếu như trong quá khứ, chúng ta đã từng phải rất vất vả mới nối lại được quan hệ với phía Mỹ, thì giờ đây tình hình đã đổi khác. Sau hơn 10 năm hợp tác thì phải đến đầu tháng 8 năm 2023, Hà Nội mới chính thức chấp nhận đề nghị nâng cấp quan hệ. Còn những lần trước đó, Đảng, Nhà nước vẫn hết sức bình tĩnh mà mặc cho đối phương liên tục đề cập. Cụ thể hơn thì Mỹ đã muốn nâng cấp quan hệ ngay từ khoảng năm 2010-2011. Còn Việt Nam phải đến tận khoảng 2018-2019 mới cho rằng đó là chuyện cần thiết. Có thể thấy được rằng chính quyền Mỹ ở Washington đã rất kiên nhẫn, nhẫn nại với Việt Nam, qua đó chứng minh dù chỉ là một nước nhỏ bé về diện tích tại châu Á, nhưng trong mắt nước Mỹ, tầm vóc của Việt Nam thì vô cùng to lớn, đủ để họ đối đãi với chúng ta giống như cách họ đối xử với các cường quốc ngang tầm trên thế giới. Mặc dù hiện tại ông Biden không phải Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam, nhưng ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm chính thức theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ riêng điều đó đã nói lên sự đặc biệt của chuyến thăm này. Kể từ khi hai nước bình thường quan hệ vào năm 1995, tất cả các Tổng thống Mỹ, dù thuộc Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, đều luôn đến thăm Việt Nam. Việt Nam hiếm hoi là nước Đông Nam Á duy nhất mà các đời Tổng thống Mỹ đều có chuyến thăm chính thức. Ngay cả với nhiều nước là đồng minh của Mỹ, cũng không phải Tổng thống nào cũng được thăm. Điều đó chứng tỏ nội bộ Mỹ đã đạt được sự đồng thuận cao trong việc thúc đẩy quan hệ mọi mặt với nước ta, nhìn nhận và coi trọng vị thế cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Châu Á Thái Bình Dương vốn là một khu vực cực kỳ rộng lớn, nhưng có thể lớn với ai đó, chứ trong mắt người Mỹ thì lại vô cùng nhỏ bé, bởi chỉ cần có được sự hợp tác từ Việt Nam, khả năng 1/3 quyền lực của châu Á sẽ lập tức chịu sự chi phối của người Mỹ. Nói một cách khác, để Mỹ một cường quốc ngoài châu Á bước chân vào khu vực này mà không vấp phải nhòm ngó từ phía Trung Quốc, thì trừ Việt Nam ra, không quốc gia nào có đủ khả năng thực hiện được. Cũng chính vì tầm quan trọng đó mà Mỹ không ngần ngại đem nhiều lợi ích từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến Việt Nam, giúp đất nước hình chữ S này từng bước bước lên bậc thang của một cường quốc châu Á.